Chào các bạn, hôm nay Pin Hội sẽ cùng bạn tìm hiểu một số loại pin sạc và sạc pin của hãng Park Long. Trước tiên là dòng sạc A. Chúng ta sẽ có từ A1 cho A2 và A4 là cái dòng sạc đa năng. Tức là các bạn có thể sạc được các loại pin đũa, pin tiểu, pin 18650 với điện thế là 1,2V và 3,7V. Chiếc sạc A1 này là sạc một viên. Đây là các loại pin có thể sạc được: NIMH và NICD và pin Lion. Các cái loại sạc pin này thì đều dùng cái cổng micro USB, tức là chung cái cổng điện thoại, các bạn rất là tiện khi sử dụng. Đồng gói chúng ta sẽ có cái sạc kèm theo cáp. Đây là chiếc A1 và cáp sạc đi kèm. Các sạc này đều có nút bấm này để điều chỉnh cái dòng sạc. Chúng ta có thể điều chỉnh được dòng sạc là 0,5A, 1A hay là 2A. Tùy các bạn muốn sạc nhanh hay sạc chậm. Và nó hiển thị được cái dung lượng pin hiện tại là bao nhiêu. Còn cái việc nhận dạng pin bao nhiêu vôn, loại pin gì là nó tự động hết, nên rất là dễ sử dụng. Tiếp theo chúng ta cũng dòng sạc A, chúng ta có A2 là sạc được 2 viên một lúc. Thì hình thức cũng tương tự như vậy, chỉ khác là nó có 2 ô để sạc pin thôi. Đây là A2, sạc cùng lúc được 2 viên. Hoặc là pin tiểu, pin đũa là pin 18650. Đây thông số của chiếc sạc này, các loại pin sạc được đấy. Và cũng có nút bấm đây để điều chỉnh dòng sạc là 1A hay 2A. Đây là hiển thị dung lượng cho từng ô một. Cái này các bạn có thể kéo dài ra thì cái pin to nhất là 26700. Và loại A này thì có loại to nhất là 4 viên một lúc, là có 4 khe đấy. Cũng có dây USB đi kèm. Đây thông số chiếc sạc này. Chúng ta cũng điều chỉnh được dòng sạc từ 0,5 hoặc là 1A hoặc là 2A. Mỗi ô này cũng có cái đo dung lượng, 4 mức đo. Và sạc được gần như tất cả các loại pin sạc. Bản rút gọn của bản A là bản B. Thì ta có B2 là sạc 2 viên một lúc. Cái này thì nó sẽ không có chức năng điều chỉnh cái dòng sạc. Và cái phần thang đo nó cũng chỉ hiển thị được cái chế độ là đầy thôi. Và cũng sạc được các loại pin từ pin tiểu, pin đũa cho đến 18650. Và trên này nó sẽ hiển thị là chế độ sạc và full là đầy. Rất đơn giản. Đây là sạc B2. Và đơn giản nữa thì chúng ta sẽ có cái sạc này là sạc gì đấy ạ? Sạc dành cho cái pin đũa và pin tiểu. Đây sạc đi kèm. Đây sạc đi kèm đấy. Và đây là chiếc sạc N5. Chỉ sạc được cho pin 1,2V thôi. Có kích thước rất là nhỏ gọn. Và có 4 khe để các bạn sạc pin. Ở dưới này dùng cho sạc pin đũa, còn trên này sạc pin tiểu. Tiếp theo con sẽ tìm hiểu về pin. Pin thì pin thông dụng nhất là cái pin tiểu và pin đũa. Đầu tiên là pin đũa. Đây là bộ pin đũa 1100mAh dung lượng và được đóng thành vỉ 2 viên 1. Có màu trắng. Điện thế là 1,2V. Cái này có thể sạc được tới 2000 lần. Và cho dung lượng rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng cho điều khiển từ xa hoặc là các cái thiết bị nghe nhạc MP3 vân vân. 1,2V 3 chữ A. Dung lượng 1100 của Park Long. Và đây là pin đũa, thế còn pin tiểu chúng ta sẽ có cái dòng 2700mAh. Đóng vỉ 2 viên. Và sạc được 2000 lần, rất là lâu. 2700 này cũng dung lượng tương đối tốt rồi. Dung lượng lớn đủ các bạn hát karaoke chẳng hạn. Và đây chúng ta còn có viên pin vuông, hay gọi viên 9V 6F22. Đây là viên pin thường sử dụng trong hát karaoke, cái micro đấy ạ. Hoặc là đồ chơi điện tử. Dung lượng là 220mAh, có khả năng sạc lại được. Cũng sạc lên tới 2000 lần. Và viên pin mà hay sử dụng cho các cái đèn pin là pin 18650 cũng sạc được. Và đây là pin Lion.
Ở đây có 4 dòng là dòng 2200 mAh, 2600 và 3000 và 3400. Đầu tiên là viên 2200 đấy ạ. Pin này có điện thế là 3,7V, dung lượng 2200 mAh, cực thế cực phẳng. Các bạn có thể dùng cho quạt cầm tay này, đồ chơi hay là micro karaoke. Còn đây là viên 2600 mAh. Giống như vậy nhưng mà dung lượng nó lớn hơn thôi. Ở đây là viên pin 3000 mAh. Và đây là viên pin 3400, đều là cực phẳng hết. Cái này thì các bộ sạc A1, A2, A4 đều sạc được cho pin này, cả B2 cũng vậy. Để tìm hiểu kỹ hơn về các loại pin sạc và sạc pin của Park Long, các bạn có thể truy cập trang web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.